Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của Tiến Xíu. Hôm nay thì tớ sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối tai Xbox 360 không dây chính hãng kết nối với PC qua cái cổng receiver nhá. Receiver thì hôm nay tớ sẽ hướng dẫn dùng cho tai chính hãng thôi nhá. Thì các bạn nào ở nhà có tai cũ hay tai chính hãng thì có thể mua thêm cái receiver này để kết nối nhá. Thì thứ nhất là các bạn phải tháo pin, lắp pin này, ấn nút này, kéo nó ra, ấn xuống kéo nó ra thì để lắp pin. Lắp pin vào thì các bạn phải nhớ để ý hai đầu âm dương nhé. Đây là dương này, đầu này lên này, cái này trừ này. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái nắp pin này nó rất quan trọng nên các bạn nên dùng cái pin xịn đi nhé. Dùng pin lâu lâu nó chảy thì nó hỏng hết cái nắp pin thì các bạn mua nắp pin mới được. Các đang chơi mà nó tự nhiên nó ngắt thì có nghĩa là do cái nắp pin này, hoặc là do pin nó yếu quá, nó không đủ điện thì là do cái nắp pin, không phải do pin nhá. Chứ nhiều khi các bạn tưởng do tay là không phải nhá. Thì hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái kết nối như sau. Đầu tiên là tháo cái receiver này ra, cắm ở PC nhá. Khi cắm vào thì nó sẽ có đèn. Sau đó ở trên PC các bạn cài cái phần mềm tên là Xbox 360 64 inch. Nếu mà các bạn dùng Win 7 với cả Win XP thì Win 7 với cả Win 10 thì cài cái này, Win 7 đổ đây thì cài cái này. Tôi đã cho sẵn file rồi. Chọn Accept. Chọn Next. Đó đã cài xong. Sau đó các bạn vào My Computer, chọn Manage, chọn Device Manager này. Cái Unknown Device này nó chính là cái receiver này này nhá. Đó. Các bạn chọn phần Update Driver Software. Các bạn chọn vào Brew My Computer for Driver Software thì các bạn đúng Brew đúng vào cái file driver mà tôi đã cho các bạn ở bên dưới. Nó nằm trong thư mục file này nhá. Trong thư mục receiver và thư mục file nhá các bạn nhá. Đó, cái này thì tôi để ở desktop thì chỗ tớ đã khói hết vào link down cho các bạn rồi. Đó. Các bạn ok, chọn next. Nó hỏi là có insert không? Insert bằng mọi cách nhá. Install zip driver này xong anyway. Đó. Đó, nó kêu tỏ nghĩa là được đấy. Đó, đã thành cài đặt thành công này. Đó, như vậy là đã cài xong ok rồi. Nhiều bạn cài cái này nó thức rất là khó. Không biết cách cài như nào luôn. Đây. Các bạn ấn này. Đó, các bạn ấn nút này sync này. Trên tay này đó để cho nó ấy, nút sync ở trên này. Ở đây có cái nút bấm này, các bạn bấm vào để cho nó tự nhận. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Như vậy là máy nó đã nhận rồi đấy. Bây giờ tớ sẽ thử chơi trên PC này. Đó. Tớ đã bắt chẳng hạn và start này. Vào phần Konami này. Chỉnh tay cầm trước tiên, tất cả các trò bét đều có phần chỉnh tay cầm. Thì các bạn nào cứ bảo về mua tay cầm về không chơi được là do các bạn chưa chỉnh tay nhá. Và phần player 1 này. Đó. Đó, cái này nó tự nhận luôn này. Đó. Nhưng mà nó lại loạn nút này, nên là các bạn phải chỉnh lại nút. Này, cái bấm cái này thì nó chỉnh sang cái nút này. L nên là các bạn phải chỉnh lại nút nhìn này. L2 này. Thì các bạn bấm phía này này. Đó, các bạn thấy chưa? L1 này. Đó. Cái này nút lên này. Này nút sang này. Này nút xuống này. Cái này sang phải này. Cái này alloc lên này. Alloc sang trái này. Alloc xuống dưới này. Alloc sang phải này. Cái này L3 mình không dùng. Cái này nút select. Mình gắn thành nút này. Cái này nút R2 này. R2 này. Cái này nút R1 này. Đó, cái nút tam giác này. Tam giác mình gắn thành nút Y nhá. Vuông này. Đó. Xong bắt đầu nút X này. Nút X này mình gắn thành nút A. Nút O này thì mình gắn thành nút B. Còn cái nút Start này mình gắn luôn thành nút Start này. Đó, các bạn thấy chưa? Như vậy là đã xong. Đó, nó đã bé mình gắn xong thì nó mới nhận như này nhá. Đó. Bây giờ bật bét lên chơi. Ok này. Bây giờ bật lên chơi này.
B6 nhé, tớ chỉ khoái đá B6 thôi. Các bạn chú ý là về các bạn phải chỉnh nút. Tất cả cả tay B2, B3 các bạn đều phải chỉnh nút hết. Đó, cái này là shiver này. Alo ạ. À không nhé, tớ đang bận. Có gì bạn gọi mai, bạn gọi sau nhé. Tớ đang bận làm video nhé. Đó. Như vậy hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Đây là trận đấu của hai huấn luyện viên được đánh giá là thành công nhất. Đó. Vẫn là những pha dạt ra biên. Không thành công. Để mất bóng rất nguy hiểm. Ô thôi xong, quả này em vào này. Úi giời ơi. Như vậy là em đã hướng dẫn mọi người xong cách mà cài driver cho cái tay Xbox 360 không dây nhá. Và hiện tại em chỉ hướng dẫn cài đấy là cài cho tay chính hãng thôi nhá. Và hiện tại tay chính hãng em đang bán là 500 một cái, hàng đẹp như mới, 99% men zin, 3 bung men nhá. Từ đây em đá nốt đã xong rồi nói xong. Thôi xong. Chóng hết cả mặt. Rất nguy hiểm. Và phá bóng không tốt. Rồi, thì đấy, hướng dẫn của em như thế là đã xong. Mọi người cứ làm y như thế theo em nhé. Thì file thì em đã update lên rồi. Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh của tiensiu.com.